Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới tổng hợp tuần của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin là tổng hợp thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Các hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải ASEAN với các nước đối tác gồm hội nghị ATM 10 cộng Trung Quốc, hội nghị ATM 9 cộng Nhật Bản và hội nghị ATM 3 cộng Hàn Quốc đã kết thúc với những tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh sự hài lòng về tiến triển đạt được trong thực hiện các chương trình hợp tác chiến lược trong những năm qua, mở rộng phạm vi hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, giải quyết được những nhu cầu cụ thể của các nước thành viên ASEAN, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác xây dựng năng lực và nghiên cứu khả thi về hạ tầng giao thông vận tải và đề ra các chương trình hợp tác mới. Đoàn Bộ Giao thông Vận tải nước ta do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã dự các hội nghị trên. Các hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN với các đối tác sẽ được tiếp tục tổ chức tại Indonesia trong năm 2012. Tại hội nghị cấp Bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ tuần qua, Tổ chức Thương mại lớn nhất thế giới này đã chính thức thông qua thỏa thuận kết nạp Nga trở thành thành viên. Việc gia nhập WTO kết thúc 18 năm kiên trì đàm phán của Nga, đồng thời đánh dấu một giai đoạn mới của nền kinh tế với tổng sản phẩm quốc nội GDP lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ này. Quốc hội Nga sẽ có 6 tháng để phê chuẩn thỏa thuận gia nhập WTO và sau đó 30 ngày, Nga mới chính thức trở thành thành viên thứ 154 của WTO. Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy khẳng định đây là thời khắc lịch sử đối với Liên bang Nga cũng như hệ thống thương mại đa phương này. Với sự gia nhập của Nga, WTO sẽ chiếm tới 97% hoạt động thương mại trên toàn cầu. Tuần qua, Nga và Belarus đã chuyển sang công thức định giá mới đối với dầu thô của Nga, cung cấp cho Belarus theo nghị định mà hai bên ký ngày 15 tháng 12 tại Moscow. Nghị định này có hiệu lực trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015. Văn kiện vừa được ký kết quy định việc chuyển sang công thức định giá mới phù hợp với thỏa thuận về trình tự tổ chức, quản lý, hoạt động và phát triển của các thị trường dầu và các sản phẩm dầu chung của Belarus, Kazakhstan và Nga, được ký trong khuôn khổ thành lập không gian kinh tế thống nhất, cũng như quy định các bên không áp dụng hạn ngạch và các loại thuế trong thương mại giữa các nước. Ngoài ra, Bộ Năng lượng và Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Belarus cũng thỏa thuận về cán cân dầu thô và các sản phẩm dầu của nhà nước Liên minh cho năm 2012. Thế giới đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng về nguồn cung cấp thực phẩm từ chăn nuôi chỉ trong vài thập kỷ tới. Để đối phó với căng thẳng này, ngay bây giờ, các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, cần tìm kiếm giải pháp bền vững về chăn nuôi. FAO nhấn mạnh, các thách thức chủ yếu ngành chăn nuôi phải đối mặt là đảm bảo vật nuôi khỏe mạnh, vì khi số lượng vật nuôi tăng lên, nguy cơ các loại bệnh cũ và mới xuất hiện có nguồn gốc từ vật nuôi đe dọa con người cũng tăng lên. Cuối tuần qua, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Bỉ từ AA1 xuống mức độ đầu tư cao thứ tư AA3 với triển vọng tiêu cực. Fitch cũng đưa xếp hạng AA+ của Bỉ vào diện xem xét hạ bậc. Tín hiệu cho thấy, tổ chức này có thể hạ bậc tín nhiệm của Bỉ trong vòng 3 tháng tới. Trước đó, Standard & Poor's hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Bỉ xuống AA và hiện xếp hạng tín nhiệm của nước này cũng đang bị S&P đưa vào diện theo dõi hạ bậc cùng với 14 quốc gia Eurozone khác. Tại Pháp, Fitch cũng hạ triển vọng tín nhiệm của nước này từ ổn định xuống tiêu cực. Bên cạnh đó, Fitch đưa xếp hạng tín nhiệm của một loạt quốc gia khác vào diện xem xét hạ bậc do sự thất bại của châu Âu trong việc tìm ra một giải pháp toàn diện đối với cuộc khủng hoảng nợ. Động thái này càng làm gia tăng sức ép đối với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sau khi Fitch hôm 12 tháng 12 cho rằng việc thiếu giải pháp toàn diện tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua sẽ o ép xếp hạng tín nhiệm. Nếu thiếu một giải pháp đầy đủ, khủng hoảng sẽ tiếp tục kéo dài và các thị trường tài chính sẽ biến động cực kỳ mạnh. Đây là một rủi ro rất lớn đối với chính phủ của các quốc gia có nợ công cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới của truyền hình Thông tấn. Tiếp ngay sau đây là mục tin tài chính toàn cầu với những thông tin về tài chính tiền tệ. Phiên giao dịch cuối tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ cho kết quả trái chiều nhưng biên độ dao động rất nhỏ. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, phố Wall đã mất điểm mạnh với các chỉ số chính giảm trên 2,5%. Chỉ số Dow Jones giảm 2,42 điểm, tức 0,02% xuống 11.866,39 điểm. Ngược dòng, S&P 500 nhích 3,91 điểm, tức 0,32% lên 1.219,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 14,32 điểm, tức 0,56% lên 2.555,33 điểm. Trái ngược với thị trường Mỹ, các sàn châu Âu giảm điểm phiên ngày 16 tháng 12.
chỉ số DAX của Đức giảm 0,5% xuống 5.701,78 điểm, chỉ số CAC40 của Pháp hạ 0,88% xuống 2.972,30 điểm, chỉ số STSE100 của Anh giảm 0,25% xuống 5.387,84 điểm. Đóng cửa trước đó, các sàn châu Á-Thái Bình Dương đều đi lên, trong đó mức tăng mạnh nhất lên tới 2,01% thuộc về chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,43% lên 18.285,40 điểm. Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tiến 1,15% lên 1.839,06 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến 0,91% lên mức 2.659,22 điểm. Mặc dù thị trường kim loại quý thế giới có chuỗi ngày rớt giá mạnh trong những phiên liền trước đó, nhưng chốt tuần đã tăng 30 đô la Mỹ lên 1.599,20 đô la Mỹ mỗi ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng riêng trên sàn COMEX của New York cũng đóng cửa tuần phục hồi lên mức 1.597,90 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, tính chung trong tuần, kim loại quý đã bị sụt giảm 6,9% giá trị. Theo phân tích kỹ thuật, giá kim loại trong tuần tới được dự đoán sẽ biến động quanh mức 1.640 đô la Mỹ một ounce. Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần do Fitch hạ triển vọng tín nhiệm của Pháp và đưa xếp hạng tín nhiệm của một loạt quốc gia khác vào diện xem xét hạ bậc do sự thất bại của châu Âu trong việc tìm ra một giải pháp toàn diện đối với cuộc khủng hoảng nợ công. Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 34 xu xuống còn 93,53 đô la Mỹ một thùng. Tại London, giá dầu Brent miền Bắc cũng giảm 25 xu xuống 103 đô la Mỹ một thùng. Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng nhất của Đức. Sự hợp tác của hai nước càng được củng cố chặt chẽ hơn nữa thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Điều đã được khẳng định tại tuyên bố chung Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2011. Một góc nhìn sự kiện tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phiên đàm phán về hợp tác phát triển vừa kết thúc thành công tại Hà Nội. Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã kết thúc thành công phiên đàm phán về hợp tác phát triển. Theo đó, Đức đã cam kết tài trợ 288,2 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện các dự án hợp tác phát triển song phương trong 2 năm tới và 1 triệu euro để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra và công tác phòng chống lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng lợi từ nguồn kinh phí đặc biệt của Quỹ Năng lượng và Khí hậu của Đức. Mối quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam đã và đang phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Đức tại khu vực Đông Nam Á. Chương trình đối tác chiến lược này nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển song phương tại ba trọng tâm chính, gồm phát triển kinh tế bền vững và đào tạo nghề, chính sách môi trường, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và y tế. Trong lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế bền vững và đào tạo nghề, Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác cải cách lĩnh vực đào tạo nghề, cũng như việc hỗ trợ hoàn thiện cho các cơ sở đào tạo nghề thí điểm, có sự kết hợp liên kết với các doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là một chủ đề của Hội nghị đào tạo nghề khu vực, dự kiến sẽ tổ chức vào mùa thu năm 2012. Nhiều người Việt Nam, trong đó có những người hiện giữ cương vị rất cao, đã được đào tạo từ chương trình hợp tác giáo dục với Cộng hòa Dân chủ Đức từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Và giờ đây, chương trình trao đổi Hàn Lâm của Cộng hòa Liên bang Đức lại tiếp tục biến nước Đức trở thành điểm đến học tập hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Hợp tác phát triển Đức hỗ trợ Việt Nam tăng khả năng cung ứng lao động tay nghề cao và được đào tạo theo nhu cầu cho các ngành có tiềm năng phát triển mạnh. Các doanh nghiệp Đức mở rộng sản xuất tại Việt Nam và bán sản phẩm cho các nước khác. Và hiện rất nhiều doanh nghiệp Đức đang quan tâm đến thị trường Việt Nam. Trong các ưu tiên về quan hệ hợp tác phát triển Đức-Việt, lĩnh vực xây dựng nguồn năng lượng mới xếp vị trí đầu tiên, tiếp theo là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lĩnh vực đào tạo nghề và cải thiện việc cung cấp y tế tại vùng nông thôn. Trong 2 năm tới, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ cung cấp hỗ trợ 300 triệu euro cho phía Việt Nam, trong đó 15 triệu euro là nguồn kinh phí của Bộ Môi trường Đức dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường quốc tế. Bản tin Kinh tế Thế giới của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.